Dạ, xin chào các anh chị nha. Bữa nay là ngày mùng 4 tháng 6 âm lịch. Thì vườn mai của em tới cử bón phân cho nó theo định kỳ. Trong cái video này thì em sẽ bón phân bằng một cách thực tế cho anh chị xem ha. Thì cái cây mai trên màn hình anh chị đang xem là cây này em đã ra video trước đó. Em hướng dẫn cách lặt lá nửa năm á. Tình trạng của cây mai này lúc ban đầu là bộ lá nó bị cháy. Thì sau khi nó bị cháy rồi, em tiến hành lặt lá nửa năm. Thì từ bữa lặt tới bữa nay cũng chắc cũng được 10 ngày hay gì rồi. Em cũng không có nhớ ngày đó anh chị. Thì bây giờ bộ lá nó còn non, nó còn ít như thế này. Thì cây mai này, trường hợp này mình không có được bón phân nha anh chị. Giữ ẩm tốt giùm em. Thì hổm dài em cũng đậy lại rồi ban ngày em dỡ ra, rồi chiều em đậy lại, em luôn giữ ẩm tốt như vậy đó, để cho chất trồng mình nó khô ráo thông thoáng, nó mới cho ra cái bộ lá non đẹp được ha. Còn những cái lá mà nó nhợt nhạt này nè, là do trước đó em cố tình để cho mưa vào á, trúng vào một hai cơn mưa á, để cho mấy anh chị biết là cây mai nó bị dư ẩm rồi, cái lá nó có biểu hiện như thế nào, để em có một cái cây mai để em làm video chia sẻ lên cho mấy anh chị nào mà thường hay mắc phải những cái vấn đề mà lặt lá nửa năm rồi mấy anh chị chăm sóc nó không kỹ thì bị nước vô và cái màu lá nó là như vậy, để mình khắc phục. Thì sau khi nó bị rồi, nó nhợt nhạt, em luôn luôn giữ ẩm tốt cho cây, thì vào cái giai đoạn này cây nó đã phát triển rồi. Thì em xin nhắc lại, cây mai này là bộ lá nó còn non, mình mới lặt thì không có được bón phân ha, giữ ẩm giùm em thôi. Chừng nào mình thấy chất trồng nó khô ráo thông thoáng lại thì lấy đường rễ N3M tưới cho nó là ok, cứ như vậy mà làm tới. Còn cái vấn đề bộ toàn ở trên đó là trong lúc cây mai nó ra lá non như thế này nè, thì vấn đề phun thuốc sâu bộ chỉ nè, rồi phân bón lá đốt 2 đó thì mình phun cho nó theo định kỳ để hỗ trợ cho cái lá mai non của mình á, nó không có bị sâu hoặc là bị bộ chỉ tấn công, cũng không có bị nhện ăn. Còn phân bón lá đốt 2 hoặc là B1 thì hai thằng đó mấy anh chị lựa ra một để mà phun, thì một trong hai thằng đó nó hỗ trợ cho cây mai mình nó đi đọt mạnh sau khi mình lặt lá. Còn ở dưới gốc thì em xin nhắc lại, tưới rưỡng rễ N3M là được rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại với cái vấn đề là bón phân cho cây mai ha. Rồi đây là cái cây mai tơ. Cây mai này là mấy anh chị hãy nhìn cái nhánh nó, nhìn nhánh nó hơi thưa mắt lá nè. Từ cái mắt này đi ra cái mắt này nó hơi thưa. Nhìn cái bộ lá cây mai này nó không có được to, nó không có như ý muốn. Nhánh thì nó hơi ốm. Thì cái trường hợp cây mai mấy anh chị nó bị thưa mắt lá, nhìn nhánh thì nó ốm, và nhìn cái bộ lá thì nó hơi nhỏ, nó không có được to, nó không có được như ý muốn của mình. Mấy anh chị muốn cho cây mai mình nó mập cành mập cốt, chắc khỏe, thì cái trường hợp này trong nhà mấy anh chị có 20-20-15 mấy anh chị bón rất là ok. Còn muốn đơn giản hơn, trong nhà mấy anh chị có phân DB á. Phân DB thì nó gồm có 18 đạm, 46 lăng và 0 kali. Mấy anh chị bón DB cây mai mấy anh chị nó cũng rất là mập. Lá to, khỏe, dày, nhưng mà nó không có hàm lượng kali, cho nên nó cây mai của mấy anh chị nó mập, mà nó mập không có cứng, mập bụng, ta gọi là mập biệu. Còn đơn giản hơn nữa, trong nhà mấy anh chị có phân 16-16-8 á. Mấy anh chị bón nó cũng được. Thì cái trường hợp này mấy anh chị bón 16-16-8 thì nó cũng tương đối ổn định. Nó không có bằng DB hoặc là 20-20-15. Vì vậy mấy anh chị muốn cho nhánh mai mình nó mập cứng, mập lực thì nên bón 20-20-15. Thì cái mục đích mà mình bón phân cho cây mai theo định kỳ á, là cái mục đích của em á, là muốn cho cây em nó phát triển mạnh trong cái giai đoạn này, đến tháng 7 rồi cho đến tháng 8. Và em bón cái hàm lượng phân bón này là để giúp cho cây mai em nó phát triển tới đâu là nó mập cành mập cốt tới đó, lá to khỏe dày tới đó. Thì cây mai này em quyết định là em bón NPK 20-20-15 ha. Rồi bây giờ thì em sẽ bón cho từng cái cơ địa của mỗi cây mai khác nhau để cho mấy anh chị xem tham khảo cách bón phân của em cho cái vườn mai của em tháng 6 âm lịch này ha mấy anh chị. Thì đây là phân NPK 20-20-15. Tại sao gọi là 20-20-15? Có nghĩa là đạm là N20% ở phía trước đó mấy anh chị. Còn lăng người ta viết tắt là chữ B, 20% là chính giữa đó. Còn 15 ở 10 sao á, người ta viết tắt
là chữ K, nó gồm có 15% kali. Người ta gặp lại là 20, 20, 15 là như vậy. Phân này nó ba màu như thế này. Màu trắng, màu xanh, rồi màu đỏ. Màu trắng á là đạm, người ta gọi là ure. Còn màu xanh là lăng, màu đỏ là kali nè. Ba thằng này cộng lại nó cho ra ba màu như thế này. Thì đây là cái chậu 4. Cây mai này nó cũng vẫn còn tơ, bộ tàng nó cũng tương đối ít. Thân cây mai thì bằng ngón tay cái em thôi. Mà chắc trồng trong chậu em nó vẫn còn ướt, là bởi vì hôm dài chỗ ở em nó cũng có mưa lai dai. Bây giờ chắc trồng nó ướt thì em chọn cách là giải. Em bốc nhắm chừng khoảng chừng hơn một muỗng cà phê như thế này. Em giải đều xung quanh cái gốc nè. Giải xa cái bộ rễ cây mai ra một chút. Đó, anh chị thấy nè, em giải nè. Giải đều như là xả lúa như vậy là ok. Chậu nhỏ cũng vậy, chậu lớn cũng vậy. Mình chọn cách giải là mình nhắm chừng. Giải đều như xả lúa như vậy là ok. Còn bên chị muốn ngâm tưới thì cây mai tơ như thế này. Mình chị muốn ngâm tưới giống em thì nên lấy 3g, ngâm cho 1 lít nước mình tưới. Đây là cái chậu 4, mình tưới khoảng chừng 2 lít nước thì mình lấy là 6g phân, căn lượng 6g, ngâm cho 2 lít nước mình tưới. Còn đây là cái chậu 5, mình chị muốn tưới thì cái chậu này mình có thể tưới được 2 lít hoặc là 3 lít vẫn ok. Thì ví dụ mình muốn tưới 3 lít thì mình lấy là 9g phân, ngâm cho 3 lít nước mình tưới. Nhưng mà muốn tưới là cái chất trồng trong chậu mấy anh chị á nó phải khô ráo thông thoáng. Chỗ ở mấy anh chị không có mưa, mấy anh chị tưới vào là nó sẽ ngon. Còn chất trồng nó ẩm ướt như thế này, mình tưới vào là nó sẽ không ngon, cho nên em chọn cách là giải. Rồi tiếp theo nó là cây mai này, em đã ra video trước đó. Em muốn cho cái bộ tàng cây mai này nó mập cành mập gốc, lá nó to khỏe và dày và ít đi đọt. Nó đi tới đâu là mập cành mập gốc tới đó, thì cây mai này em cũng vẫn chọn bón là NPK 20-20-15. Đây, em bốc nhắm chừng gần hơn nửa muỗng canh như thế này. Em giải đều như xả lúa như vậy nè, giải xa gốc mai ra. Rồi ok. Thì sau khi mình giải rồi, mình cầm cái vòi nước mua tưa nè, mình tưới sương nhẹ lên trên bộ tàng bộ lá nó một cái. Tưới sương nhẹ vào chắc trồng cái, để cho phân mình nó hòa tan từ từ á mấy anh chị. Ăn từ từ. Rồi tiếp theo nó là cây mai tơ này. Em cũng trồng trong chậu 4 thì em cũng vẫn chọn là cách giải. Em bốc nhắm chừng như thế này. Em giải đều xung quanh gốc nè. Đó, thấy chưa? Ok. Còn cây mai này mình mới lặt lá ha, không có được bón phân. Rồi tiếp theo nó là cây mai lùng lực này của em trồng chậu 5 nè. Mấy cái cây mai mà nó đóng vông vêu như thế này nè, mình chị trồng ít. Mình chị muốn kỹ, muốn cho cây mai mình sạch sẽ là mình vệ sinh cho nó sạch sẽ ra. Đừng để đông diêu đóng như vậy nó xấu cây. Nó cũng bị ảnh hưởng tới cây nữa. Còn em trồng nhiều quá thì em làm biến lắm anh chị. Tới mấy ngày Tết em mới vệ sinh thôi. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo nó là cây mai cúc thọ hương này. Bộ tàng nó khá lớn. Cây này em cũng vẫn bón là 20-20-15. Là cái công thức NPK 20-20-15 này á, là nó sẽ giúp cho cái lá mai mấy anh chị tương đối to.
và 20 đạm mà trước nó thúc đẩy cái sự phát triển của cây trong cái giai đoạn này. Còn 15 kali ở ngoài sau á, là nó làm cho cây mai mấy anh chị nó mập cành mập cốt. Thì em nói sơ sơ như vậy để cho mấy anh chị nắm một cái điểm chính của nó như vậy là được rồi. Thì công thức 20-20-15 này vừa phát triển nè, vừa mập cành mập cốt nè. Thì mình ở đây là miền Tây Nam Bộ, trong cái giai đoạn này là vẫn chăm sóc cho cây mai mình nó phát triển mạnh. Trong tháng 6 này, rồi tháng 7 tới, tháng 8 tới cũng vậy. Nói em giải đều như xả lúa như thế này là ok. Rồi tiếp theo nữa là cây mai này. Cây mai này em cũng vừa bấm chặn đọt mới đây thôi nè. Bộ tàn cây mai này hiện tại giờ nó đang phát triển cũng khá là ngon, đang trên đà phát triển. Em muốn cho những cái đọt nào mà nó ra nè, em muốn cho nó mập, em muốn cho nó lão hóa lại thì em cũng vẫn bón là 20-20-15. Rồi tiếp theo đó là cây mai này. Em cũng vẫn bón 20-20-15 ha. Rồi tiếp theo nó là cây mai này ha. Rồi em bón nãy giờ cũng 4-5 chậu gì rồi. Thì video này em kết thúc tại đây. Em sẽ tranh thủ bón buổi sáng nay cho xong cái vườn mai của em. Và mai trồng đất em cũng vẫn bón 20-20-15 luôn các anh chị. Có nghĩa là vườn mai của em là đợt này em bón là em bón toàn bộ 20-20-15 hết. Em bón cho mai trồng đất và mai trồng chậu cũng vậy luôn ha. Rồi video này em kết thúc tại đây các anh chị.